Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với kênh YouTube của Ảnh Review. Và ngày hôm nay Review xin giới thiệu với các bạn về chiếc máy này nhé. Đây là chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Máy này có tên là Ricoh MyBox 310SF. Đây là máy chụp phim 35mm nha các bạn, hay có tên gọi là một phim 135 á. Thì đây là con máy cũng khá là ok nha. Con máy này của hãng Ricoh. Máy này nó có lens tiêu cự là 38-110mm. Thì nó có thể là chụp từ phong cảnh đến chân dung, đồng thời nó có chức năng chụp macro luôn nha. Rồi, ok, thì hôm nay review sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này nha. Đầu tiên thì các bạn, mình hướng dẫn các bạn gắn pin cho máy ha. Các bạn có thể dùng một cái vật gì đó, một cái gạt này ra nè. Các bạn cầm viên pin như thế này gắn vô đây. Và các bạn đóng nắp lại như thế này ha. Và sau khi mà có pin xong thì chúng ta sẽ mở nguồn đây nè. Nút power on off nè, các bạn ấn một cái là nó sẽ khởi động máy. Đó, nó sẽ chạy ống kính ra như là máy đã khởi động rồi nha. Và ở phía sau này chúng ta bật cái này xuống và mở nắp này ra nha. Thì đây là trong cái buồng phim của nó. Thì để mà gắn phim cho máy BNS này á, thì mình có một cái clip hướng dẫn về cách lắp phim cho máy BNS. Các bạn sẽ cầm như thế này nè, buồng phim mà các bạn gắn vào đây và cái đầu phim bạn lòn vào trong đây nha. Rồi, thì nếu mà các bạn nào mà chưa có hiểu về cách gắn phim cho máy BNS thì các bạn xem trên kênh YouTube của mình á, cái bài 3 là tập chơi máy phim. Hoặc là các bạn nào nếu mà chưa tìm được cái clip mà hướng dẫn cách lắp phim cho máy BNS thì các bạn nhắn tin cho mình sẽ gửi đường link cho các bạn nha. Sẵn đây mình giới thiệu luôn các bạn, ở trên này nó có cái này là gọi là cái chụp panorama ha. Bình thường các bạn gạt cái này về bên đây á là nó sẽ chụp toàn khung như thế này, gọi là chụp full frame. Thì cái khung ảnh của mình bình thường nó sẽ có cái tỷ lệ là 43 ha, từ đây qua đây là 4, từ đây đây là 3. Còn nếu mà các bạn gạt qua đây á thì cái hình ảnh này nó sẽ bị, nó có hai cái lá này nó sụp xuống làm cho cái ảnh mình lúc đó nó sẽ dài ra như thế này ha, nên nó có khổ dài. Thì ảnh panorama thì sẽ áp dụng đối với các bạn mà thường chụp về phong cảnh đó. Nói chung thì các bạn nên lên mạng tìm hiểu ảnh panorama là như thế nào thì các bạn sẽ hiểu nha. Rồi, khi mà đã gắn pin và gắn phim cho máy xong thì các bạn có thể đậy nắp lại như thế này. Rồi, khi mình khởi động máy thì khi mình khởi động máy thì nó như thế này ha. Và đây là cái nút chụp của nó, và đây là cái zoom xa gần. Zoom xa gần là đây nè. Đó, mình chụp xa, chụp gần đây nè. Đó. Thì đối với cái máy này mình bấm chụp đó, thì mình ấn nhẹ nút này. Mình ấn nhẹ cho cái nét cái này nó có, ở trên đây các bạn thấy nó có hai chữ là chữ AF và chữ và cái hình tia chớp ha. Chữ AF là báo hiệu lấy nét, còn cái tia chớp là báo hiệu của đèn LED. Ví dụ mình bấm nhẹ đây nè. Thì khi mà cái đèn này nó các bạn nè. Cái đèn xanh này mà nó sáng luôn là ok đó. Khi mà các bạn ấn này nhẹ, giữ nhẹ nè để cho nó lấy nét nha. Mình ấn nhẹ cái là đèn xanh này nó giữ là ok, mình bấm chụp. Đèn đỏ là báo hiệu là cái việc nạp điện cho đèn LED nha. Thì khi mà các bạn bấm chụp đó, thì cái đèn xanh này mà nó sáng như thế này là được nha, tức là mình lấy nét ok và nó sẽ cho mình chụp. Đó, mình bấm nhẹ cái là chụp. Rồi. Thì cái máy này là nó có chế độ về đèn LED, đây là cái chức năng bấm chụp đèn LED. Các bạn thấy hiện nay trên cái màn hình này nó không có cái gì hết ha, là nó ở chế độ đèn LED auto. Đèn LED auto tức là khi mà ra trời sáng nó sẽ không có mở đèn LED, và vô bóng tối máy nó sự tự hiểu và nó sẽ cảm thấy là thiếu ánh sáng, nó sẽ tự động mở đèn LED cho mình. Ngoài ra đèn LED có các chức năng là mình đánh một cái nữa, thì cái này là đèn LED có chế độ là chống mắt đỏ nha. Cái này là có mở đèn LED và có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn tiếp cái này mà xuất hiện cái hình này mới gọi là tắt đèn LED nha các bạn. Tắt đèn LED thì nó sẽ báo hiệu cho mình cái hình mũi tên này, là mình thấy là giống như cái máy chụp hình để lên ba cái chân á. Thì đại khái là máy nó báo cho mình biết là hiện nay nếu mà chụp đó thì tốc độ nó chậm, và các bạn nên để trên cái chân máy á, chân máy ảnh thì chụp nó sẽ ok hơn, nếu không sẽ bị rung tay. Cái này nó nhắc mình thôi. Mình ấn cái nữa là chuyển này là luôn luôn mở đèn LED nha. Cái ký hiệu này là luôn luôn mở đèn LED, tức là khi mà ra trời sáng hoặc là vô bóng tối nó cũng mở đèn LED hết. Mình ấn tiếp cái nữa là có mở đèn LED. Mình ấn tiếp cái này là mở đèn LED và có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn cái nữa là tắt đèn LED. Đó, các chức năng về đèn LED là như thế. Đây mình hướng dẫn các bạn lại đây nha. Cái này là Auto Flash. Cái này là mở đèn LED, Auto Flash và có chế độ chống mắt đỏ. Đây là tắt đèn LED. Ở đây là mở đèn LED, luôn luôn mở LED. Này mở đèn LED và có chân máy ảnh. Này là mở đèn LED và có chế độ chống mắt đỏ. Đây là Auto Flash. Ngoài ra cái máy này có chữ mode bên này, mình ấn vào nút mode ha. Ấn một cái thì
Ở đây á, là nó sẽ có một cái hình có người và mặt trăng, có phong cảnh này kia nữa. Thấy cái hình có giống như mặt trăng đó các bạn. Thì cái này là chụp vào ban đêm. Mình ấn tiếp cái nữa là cái này là chế độ lấy nét. Mình ấn cái này nó là chụp liên tục nhiều tấm. Ví dụ như mình chụp 3 4 tấm liên tục á, mình bấm gạch á là nó sẽ là chế độ này. Mình ấn cái này là chế độ mà chụp ảnh nó ra sẽ hơi xốp xốp tí xíu. Mình ấn cái này là trở về chế độ bình thường. Khi mà các bạn chụp vào ban đêm, các bạn chọn xuất hiện cái hình này là ok nè. Rồi mà ở trên này nó có cái nút này là chụp hẹn giờ nhé, mình ấn cái này nè thì nó xuất hiện cái hình mà chớp chớp ngay cái đồng hồ nè. Thì cái này là chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ tức là mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Hoặc là áp dụng khi mình tự chụp, mình chụp selfie này kia đó, gọi là chụp hẹn giờ đó. Mình ấn cái nữa là nó tắt, mình ấn cái là chụp hẹn giờ. Rồi cái máy này phía sau này nó có cái màn hình này là chỉnh ngày tháng nha. Các bạn có thể ấn vào các nút trên đây để chỉnh ngày và giờ trong đây nha. Cái này là tắt ngày tháng nè, còn ấn vô đây là có hiện ngày tháng. Rồi cái máy này á, thì ở phía dưới này nó có cái nút này. Nút này gọi là nút tua phim về ha. Khi các bạn chụp xong á thì các bạn sẽ ấn vào cái nút này, nó sẽ tua phim về cho các bạn. Đây nè, mình ấn vô đây nha, mình dùng cái vật nhỏ mình ấn vô trong này nè. Thì bình thường cái máy này á, khi mình chụp xong á thì máy nó sẽ tự động tua phim. Tuy nhiên mà các bạn muốn tua phim thủ công thì các bạn nhớ ấn vào cái nút này là nó sẽ tua phim về cho các bạn. Mình thấy là nghe tiếng kêu e đó nha. Còn đây là nút lock. Cái nút dưới này là lock, mà không cho mở nắp máy, đề phòng mà khi mà các bạn mà vô tình mở máy đó. Ví dụ như mình gạt cái này qua đây nè, mình gạt cái nút này qua đây á, thì mình mở máy được nha. Mình mở cái nắp ra được nè. Đó. Còn mình đóng cái nắp này lại và mình gạt cái nút này qua luôn thì nó sẽ không cho mình mở máy, mình mở không được nha, mở không được nữa. Thì các bạn đừng cố gắng mở, mở nó gãy chốt luôn đó. Thì các bạn nhớ là mở cái nút lock này trước, mở cái này là ok. Rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ review nhé. Đây là nút off ha, nút on nè. On là mở nguồn nè, off là tắt. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ review nhé. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán máy ảnh rất là nhiều trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review luôn nha. Thì cái kênh của mình là bán hai loại máy ảnh là máy ảnh phim và máy ảnh kỹ thuật số, mà đa số là dòng BNS. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn có thể ghé vào đường link mình để bên dưới nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Hy vọng là các bạn ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.